Ô chị ơi, hôm nay lại về mẫu xe bao tiền đấy chị? Hơn 100 triệu. Hơn 100? Ừ. Ô tô hơn 100 thì công lông, ngang công lông. Không, đừng bảo thế, chị có bán công lông đâu. Ờ. Em biết là biểu tượng Nissan chưa? Ờ, Nissan. Con này là nhập khẩu đấy. À, nhập công lông nhập khẩu. Ừ, thì ai lại đi một con công lông ra đây để quay bao giờ không? Không có đâu. Thì bây giờ hơn 100, em tưởng là bây giờ chỉ hơn 100 chỉ còn những cái loại công lông. Không, thôi. Đừng nói thế. Con này nó là ô tô xịn đấy, đừng ô nói là công xịn. Lông. Ừ, chạy phải nói là máy nổ còi kêu bốn bánh thì quay đều luôn. Đều, hơn 100 không thì sợ thế chết máy. Ừ. Chính xác ra là chị đang bán là 198 triệu. Mỗi xe Nissan đi trai, cửa sổ trời đầy đủ luôn. À. Đấy. Lúc chiều con này đẹp này bỏ công nông. À. Hơn 100 mua này đi cũng được ấy chứ nhỉ. Mẫu xe này được sản xuất năm 2007, nhập khẩu nhá. Xe 5 ghế. Số tự động, con này là hai cầu đủ. Số tự động hai cầu luôn. Cầu. Ừ. Ôi giời đây. Thế bác nào mà ở trên mà cái vùng cao cao mua này về chạy chất như này cơ mà. À. Đấy, bác nào mà gọi là trên vùng núi cao hoặc là anh em công trường công trình mua chiếc xe này dưới 200 triệu, loanh quanh 200 triệu mua về chạy đi công việc thì rất là ok luôn. Nhựa nhất còn rất là đẹp nhá. Ừ. Đấy, với cái tầm giá 200 đổ lại thì mua chiếc xe này là rất hợp lý này. Đấy, bao giấy tờ, bao rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc luôn. Đấy, mẫu xe mà, rất đẹp. Mà, thế không mua xe này thì mua xe nào? Đúng luôn, nhìn này. Chất thế này, đẹp thế này để bỏ con công lông. Ui giời ơi, phũ phàng cực kỳ luôn. Đấy. Con này nó có cửa sổ trời nhá, cửa sổ trời gọi là nguyên bản chứ không phải là cửa sổ khuyến mại. Cửa sổ trời lại còn hai cầu nữa. Ừ. Ui, ghế hai chỉnh cầu, điện luôn nhá. Ghế chỉnh điện. Đấy, lên màn hình đầy đủ luôn. Ừ. Đấy, chả thiếu cái gì luôn. Với tầm giá 198 triệu. Thế thì chốt thôi chứ. Nhưng quan trọng là chị phải bớt cho em rồi. Bớt thì nói chung là bớt thì bao giờ cũng có lục ná, và giá thì giá công khai thì luôn luôn là bao giấy tờ rồi. Ừ. Thì chứ bớt thì không bớt được sâu đâu. Ừ, gọi giá là đẹp quá rồi. Gọi lục lá cho may mắn thôi đúng không? Rồi, theo em thì làm gì có con nào mà 200 triệu để số tự động này còn hai cầu, con này còn nhập khẩu, này còn đầy đủ cả cửa lóc với cái tầm giá đấy không? Đúng rất rồi. Ít luôn. Rất ít. Rất ít.